Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ hướng dẫn làm bonsai cây đinh lăng lá nhỏ. Xin mời tất cả các bạn cùng xem. Xin mời. Thưa các bạn, đây là những cây đinh lăng lá nhỏ của Trần Canh trồng đã nhiều năm rồi nha các bạn. Hôm nay Trần Canh sẽ làm bonsai cho tất cả các bạn xem. Và hôm nay Trần Canh hướng dẫn cho tất cả các bạn xem cách Trần Canh làm bonsai đinh lăng lá nhỏ như thế nào. Xin mời các bạn cùng xem. Xin mời. Đây này các bạn, chẳng hạn như cái cây đinh lăng như thế này là nó mọc lên là những cái cành của nó là nó có sẵn, tự nó có hết rồi nha các bạn. Giờ chỉ cần là mình tính được cái cây nào mình nên lấy, cây nào mình không nên lấy thôi nha các bạn. Chẳng hạn như cây này thì những cái cành này là Trần Canh, sau này Trần Canh sẽ cắt hết những cành này đi, chỉ giữ một cái cốt thân này thôi, và cái thân này cũng cắt luôn, cắt hết luôn, giữ một này lại là cây phong cây rất là đẹp nha các bạn. Đó là cây thứ nhất của Trần Canh chuẩn bị làm bonsai cho các bạn xem, và ta giữ một cái thân trụ ra lại đấy các bạn. Và tiếp theo các bạn xem Trần Canh phân tích cái cây này để làm đinh lăng này. À, làm bonsai đinh lăng lá nhỏ này các bạn. Đó, cái gốc như thế này là các bạn thấy cực kỳ là rấu luôn, đúng không các bạn? Nhưng mà nhánh và chi của cây này đã sắp đặt hết rồi các bạn, cho nên là chúng ta tính được là những cái chi như thế nào để chúng ta mới cắt đây các bạn. Đó, như cái cây này rất là rấu luôn, các bạn xem này. Đấy, nhưng mà giờ chúng ta cách làm sao cho ra một cái cây bonsai đẹp thì mình phải tính tính những cái chi này. Đây là cách Trần Canh sẽ hướng dẫn cho các bạn. Những cái chi trong này là Trần Canh sẽ cắt hết chỉ chưa một vài chi thôi, đó là nó mới sẽ ra một cái cây. Thấy không các bạn, rất là rấu luôn, nhưng mà mình gỡ được các bạn. Đây nữa các bạn, như cây này giờ chuẩn bị là Trần Canh cũng cắt luôn cho các bạn xem để cho nó ra cây. Cái gốc này nó rất là khủng rồi các bạn. Đó, các bạn thấy gốc không? Gốc quá chi là khủng luôn. Giờ mình sẽ cắt làm sao cho nó ra cây để mình chơi nè các bạn. Đó, không các bạn. Giờ mời các bạn xem Trần Canh làm như thế nào. Xin mời.
Đó, vừa rồi các bạn xem Trần Canh đã gỡ rối cái cây bonsai đinh lăng này ra rồi. Mời các bạn xem kỹ lại nè. Đó là một tác phẩm rất chi là đẹp nha các bạn. Đấy, cực kỳ hấp dẫn luôn nha các bạn. Và mời các bạn xem Trần Canh sẽ gỡ rối một cây bonsai đinh lăng tiếp theo. Xin mời. Tiếp theo mời các bạn xem tác phẩm thứ hai của Trần Canh đã tạo này các bạn. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó các bạn xem.
bạn thấy hấp dẫn không các bạn? Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh Trần Can Optical. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, và tiếp theo mời các bạn xem một tác phẩm thứ ba Trần Can sẽ tạo nữa. Mời các bạn. Mời các bạn xem tác phẩm này còn không kém phần hấp dẫn các bạn. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Này là hai cây song song nhau nha các bạn. Đây. Đó là mình cố tình mình đỡ hai cái ngù này nó song song mà khoảng cách này bằng khoảng cách này các bạn. Đó. Tác phẩm này cũng rất chi là đặc biệt luôn. Đấy các bạn thấy không? Sau này nó sẽ nứt những cái mầm này lên là chúng ta vô dày uống sâu. Mời các bạn xem lại ba tác phẩm và máy phát tác phẩm bữa trước của Trần Canh đã làm. Xin mời. Đây này các bạn. Đó, tác phẩm này mình mới làm phiền. Rất chi là hấp dẫn luôn. Đó. Sau mấy cái vết này ta lấy keo ta bôi vô, keo Việt Tiến ta bôi vô đây hết. À, những cái vết cắt này. Đây tác phẩm tiếp theo này các bạn. À, rất chi là đẹp không? Ủa đó rất là vững vàng như này. Và những tác phẩm vừa trước này các bạn. À, bạn thấy bộ đứa không? Thân chì đứa rất là đẹp luôn. Đây nữa các bạn. À, tác phẩm này rất chi là đẹp luôn.
Rồi cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video Trần Canh Official. Hãy đăng ký kênh và like cho Trần Canh. Trần Canh có nhiều video hay cho các bạn xem. Nói giờ bonsai đinh linh. Xin bye bye, hẹn gặp lại.